Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch thực hiện phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia phát triển du lịch, huy động hiệu quả nguồn lực của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn đầu tư cho phát triển du lịch bảo tồn phát huy giá trị văn hóa cảnh quan tự nhiên cho phát triển du lịch bền vững trong đó ưu tiên tu bộ các di tích có khả năng kết nối với du lịch để xây dựng và phát triển các tuyến du lịch gắn với di tích khuyến khích sự tham gia của người dân doanh nghiệp trong xây dựng môi trường du lịch văn hóa văn minh thân thiện theo phương châm mỗi người dân là một đại sứ du lịch